Chào các bạn đã quay trở lại video của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về lễ hội ở không phải ở trong tỉnh Bắc Giang mình đâu các bạn. Đó là một lễ hội ở chùa Thanh Mai thuộc địa phận xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nếu về nói về chùa Thanh Mai này thì nó cũng giáp với lại rừng của Bắc Giang bên mình. Tức là từ rừng của bên xã Nghĩa Phương các bạn lật qua thì là sang bên xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ấy các bạn. Chùa được Thiền sư Pháp Loa Tôn Giả xây dựng vào khoảng năm 1329. Chùa thì gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của ông, vị tổ sư thứ hai của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hôm nay là ngày mùng 1, mùng 2 tháng 3 âm lịch các bạn, là ngày diễn ra lễ hội của chùa. Thì mình đi vào ngày mùng 2 các bạn cứ nghĩ là sẽ rất đông du khách và người dân, du khách thập phương và người dân địa phương đến đây để tham dự lễ hội. Nhưng mà khi mình đến đây tầm hơn 9 giờ sáng rồi thì cũng thấy ít người lắm bạn. Các bạn ạ, chỉ có những người lớn tuổi đến thắp nhang xong thì vãn cảnh chùa và xuống ngay. Bởi vì lễ hội ở đây thì cũng không thấy có tổ chức có những trò chơi dân gian hoặc là một số những trò chơi khác như những lễ hội đền chùa khác mà mình hay quay cho các bạn xem. Ở đây chỉ có phần lễ là nhiều các bạn ạ. Theo mình tìm hiểu từ cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương thì chùa Thanh Mai được xây dựng vào khoảng những năm 1329. Như các bạn xem trên, mình quay trên cao cho các bạn xem thì chùa được xây dựng trên sườn núi Thanh Mai, hay còn gọi là núi Tam Ban, nghĩa là ba cấp núi nối liền nhau của tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, thuộc cánh cung Đông Triều, cao khoảng 200m, nay thuộc địa phận xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh. Chùa thì gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của thiền sư Pháp Loa Tôn Giả, vị tổ sư thứ hai của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đường lên chùa Thanh Mai thì cũng tương đối dốc nha các bạn nhé. Nếu như những bạn nào mà chạy xe máy mà tay lái vững thì lên xuống thì cảm thấy bình thường. Còn những bạn nào mà chưa chạy qua đường dốc ấy thì lúc lên thì không sao, nhưng mà lúc xuống thì cũng hơi run tay lái một xíu các bạn ạ. Nhưng mà cảnh quan ở trên chùa Thanh Mai thì cực kỳ đẹp các bạn. Bởi vì đây là ngôi chùa nằm ở trên lưng chừng núi, khá cao so với lại những ngôi làng ở bên dưới chân núi. Bao quanh chùa là những cây xanh của rừng núi các bạn, những cây xanh tự nhiên nhé các bạn. Hiện nay chùa Thanh Mai vẫn gìn giữ được nhiều hiện vật có giá trị như viên thông bảo tháp xây dựng năm 1334, tháp Phổ Quang được xây dựng năm Chính Hòa thứ 23 năm 1702, tháp Linh Quang được xây dựng năm Chính Hòa thứ 24 năm 1703, cùng với 5 ngôi tháp khác. Trong chùa còn lưu giữ được 6 tấm bia thời Trần và Lê, trong đó Thanh Mai Viên Thông Tháp Bi được công nhận là bảo vật quốc gia. Bia được khắc dựng năm Đại Trị thứ 5 năm 1362, nói về thân thế sự nghiệp của đệ nhị tổ thiền phái Trúc Lâm. Tấm bia cũng cho thấy tình hình chính trị, tôn giáo, ruộng đất đương thời và những hoạt động Trúc Lâm Tam Tổ, Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Hội chùa Thanh Mai thì diễn ra vào ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Còn đây là cảnh đẹp núi rừng, nơi mà có ngôi chùa Thanh Mai nha các bạn. Mình quay một vòng hết cho các bạn xem. Từ dưới chân của ngôi chùa trở lên thì càng lên đến gần ngôi chùa thì chúng ta càng bắt gặp rất nhiều những cây cổ thụ, trong đó có cây phong. Còn ở quê mình thì mình hay gọi là cây sau. Ở đây thì có những cái thân cây to lắm các bạn ạ, có thể 2 đến 3 người ôm hết được. Khi các bạn đi vãn cảnh chùa và ngắm cảnh đẹp ở nơi đây thì với cái không khí yên tĩnh và không khí trong lành của núi rừng tạo cho bạn cảm giác rất thư thái và thanh tịnh.
Vừa rồi thì mình vừa gửi tới các bạn hình ảnh từ trên cao về chùa Thanh Mai và một chút tư liệu về lịch sử chùa Thanh Mai mình có tham khảo được. Còn bây giờ thì mời các bạn theo chân mình đi tham quan cảnh chùa và lễ hội được tổ chức của chùa Thanh Mai, được tổ chức vào năm 2024 của ngày hôm nay, tức là ngày mùng 2 tháng 3. Đầu video mình cũng nói tới, gửi tới các bạn rồi, thì lễ hội chùa Thanh Mai sẽ được tổ chức vào từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 3 năm 2024. Đây là con đường chạy lên trên chùa đấy các bạn. Mọi người thì có thể đi ô tô hoặc đi xe máy chạy thẳng lên trên, có bãi để xe ở trên của chùa. Sau đấy thì lại tiếp tục quốc bộ lên các bạn, quốc bộ khoảng ở 300-400 mét gì đấy thì là lên đến chùa. Hai bên con đường chạy lên chùa thì là rất nhiều cây xanh, có những cây xanh rất cổ thụ nha các bạn. Đặc biệt ở bên trái màn hình video các bạn nhìn xuống thì mình rất ấn tượng, bởi vì có một rừng thông ở đây. Với những cây thông thì chắc là mình áng chừng trồng được cũng phải đến 40-50 năm rồi. Những cây thông rất to. Còn đây là thân của cây phong đấy các bạn. Ở quê mình thì hay gọi là cây sau, còn thì tên gọi của một số địa phương khác thì gọi là cây phong. Cây này về mùa thu lá của nó rụng đẹp lắm nha các bạn. Cây này là thuộc về thân cây gỗ. Ở chùa Thanh Mai, quanh khu vực chùa Thanh Mai có một rừng phong rất đẹp. Có những cây thì có thể đến 2 đến 3 người ôm mới hết được. Phải nói là rất kỳ là cổ thụ. Đây, lúc này thì đoàn của mình bắt đầu là đang leo dốc theo con đường bê tông này lên chùa đấy các bạn. Đường lên chùa thì được đổ bê tông rất rộng rãi rồi, sạch sẽ, để cho du khách thập phương đi lên chùa một cách dễ dàng hơn. Đường lên chùa đấy có hai con đường nha các bạn. Một con đường ở bên trái video, lát nữa thì lúc xuống mình sẽ quay cho các bạn xem. Đường đấy thì có rất nhiều bậc. Nếu mà các bạn lúc lên leo bộ đường đấy thì mệt hơn là đi đường này. Bởi vì đường này thì nó thoai thoải dốc thôi, còn đường kia thì nó có đoạn dốc khá cao, và nó lại còn là bậc nữa, leo bậc nữa, nên là bạn nào chưa leo rừng núi qua thì đi tương đối mệt đấy. Nhưng mà bù lại thì được vãn cảnh chùa ở đây rất đẹp. Bởi vì chùa nằm ở giữa một cánh rừng tự nhiên đấy các bạn, có rất nhiều những cây cổ thụ. Ngoài ra thì đến đây vãn cảnh chùa, các bạn còn được nghe mùa này đây, các bạn nghe tiếng chim hót, rồi là tiếng ve kêu, cũng chớm đầu hè rồi các bạn ạ. Dạo này thì thời tiết nó cũng ấm lên đấy. Ở trong rừng ở bên này thì mình cũng bắt gặp được những tiếng ve rồi. Lúc này đoàn của mình đi bộ gần đến rồi các bạn. Gọi là đoàn đi bộ thôi chứ thực ra thì có vợ chồng mình và vợ chồng bạn đồng niên của mình ấy, rủ nhau đi từ mấy hôm trước rồi. Năm ngoái thì vợ chồng bạn đồng niên của mình cũng đi rồi, thì năm nay lại đi tiếp. Chùa Thanh Mai thì lúc nhỏ mình cũng nghe nói rồi các bạn ạ. Nhiều khi đi rừng với những người lớn ấy thì người ta cũng chỉ cho là đường xuống dưới chùa Thanh Mai rồi. Bởi vì đây là ngôi chùa giáp với lại rừng của bên Bắc Giang mình mà. Cũng lại giáp với lại làng mình luôn. Từ làng mình đi qua rừng lật sang bên này là sang chùa Thanh Mai. Thank you.
Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu đến các bạn, rồi quay cho các bạn xem từ trên cao những hình ảnh chùa Thanh Mai rồi. Rồi giới thiệu cho các bạn chút ít về lịch sử mà mình tham khảo được từ cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng mình theo dõi chi tiết ngày lễ hội của chùa ngày hôm nay. Buổi sáng ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch. Thank you.
Thank you.
Vừa rồi mình vừa gửi tới các bạn về hình ảnh lễ hội chùa Thanh Mai của ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2024. Chùa thì nằm ở địa phận xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chùa được Thiền sư Pháp Loa, tôn giả xây dựng vào khoảng năm 1329. Video của mình đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video sau.